Có lẽ tôi phải ra ngoài một lát. Tình hình diễn biến phức tạp. Ủy ban của anh nào bị ốm à? Sao bà lại nói thế? Thì tôi phỏng đoán thế thôi. Mà này ông, đầu óc tôi độ này chán lắm. Đi ra chợ để mua chim về hầm cháo cho ông tẩm bổ. Ai dè đâu, cứ lao vào hàng cá. Cứ ngỡ là mình phải nấu cháo cá chép để tẩm bổ cho bà bầu. Bản cáo trạng của Viện Kiểm sát đã nêu rất rõ, trong tổng số 150 triệu mà cơ quan điều tra đã thu trên chiếu bạc thì của bị cáo đến 90 triệu, bị cáo Trấn 40 triệu, bị cáo Bạch, bị cáo Tùng mỗi người chỉ 10 triệu. Như vậy, chả lẽ chủ nợ lại ít tiền hơn con nợ? Sở dĩ có chuyện như vậy là vì lúc đó tôi đã thắng liên tiếp vài ván. Thắng? Sao không trả đỡ nợ 50 triệu chẳng hạn? Thông thường đánh bài đang thắng mà trả thì sẽ rất đen. Tôi định khi nào đủ 100 triệu tôi sẽ giả cả thể. Nhưng không ngờ công an ập vào bắt ạ.